hợp với đi bộ một vòng quanh trường. Ok, thì đây là sơ đồ của trường mình và mình hiện đang đứng ở đâu đó ngay tại chỗ này và mình sẽ bắt đầu thử thách ngay bây giờ. Ok, let's go. Và nơi mình sẽ chọn làm điểm bắt đầu đồng thời cũng là điểm kết thúc sẽ là chỗ này. Và như các bạn thấy thì video của mình phải gọi là nó giật giật y như là Free Fire đó, tại vì mình đang quay trong tình trạng đó là vừa cầm điện thoại vừa chạy mà lại không có gimbal nó hỗ trợ nữa, cho nên đó là nó ra được một cái sản phẩm gọi là quý diệt đôi mắt. Chạy tới đoạn này thì mình có dừng lại một chút, không phải là để nghỉ ngơi mà là để buộc dây quần cho nó đỡ tụt cái gì ơi. Ok, thì cuối cùng cũng đã tới được cái nơi mà mình để xe nha các bạn. Và mình sẽ đi vào trong cái chiếc xe của mình để mà mình lấy nước mình uống, rồi sau đó mình tiếp tục thử thách nha các bạn. Đây, xe mình đây. Sau khi uống nước xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thử thách nha các bạn. Hai bàn chân nó bắt đầu đạp rồi. Oh my god. Hên một cái là bên này không có ai học quân sự ở đây. Chứ đi có người học quân sự ở đây. Ta thấy mình đang chạy cái này, má chắc ngại chết. Ok, tiếp theo sẽ là vòng qua bên đây nha mọi người. Tới được cái sân mà mình hay học thể dục ở đây nè các bạn. Ôi ôi, quá nó mệt, nó còn một đoạn dài nữa. Cố lên, chỉ cần tới cái nhà, cái chỗ trạm bảo vệ bên kia là coi như mình kết thúc rồi. Cố lên, đi bộ chút đi. Mệt quá rồi, sắp hồng nữa bạn ơi. Vừa đau chân mà vừa sắp hồng nữa. Rồi, ok bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa để lấy xe để mà đi về các bạn. Hoàn thành thử thách rồi. Đó, cái chỗ mà mình để xe nó túng luôn kìa. Không biết các bạn có thấy không, cái chỗ cái mái tôn đó. Rồi bây giờ thì đi tới đó lấy xe về thôi. Ban đầu là mình định chạy tới 2 vòng luôn, nhưng mà vừa mới tại chạy tới cái nhà xe đó thôi đấy, không ổn rồi, cho nên quyết định rút lại còn vòng.